Ông thần này bốc phét Làm gì có cái chanh tranh ta nào mở vanh gốc 450 Ôi rồi không những 450 mà em sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái tranh ta nguyên bản mà cái gốc của nó còn to hơn cả 50 các anh chị ạ. Đây em quay gần vào đây anh cho các anh chị xem một cây chanh ta nguyên bản. Vanh gốc là 65 anh chị ạ. Trời ơi, 65 em còn có thì 40 50 thì là cái gì anh chị ơi? Cây này thì là một cây dạng lực cây và hai thân à, Cây này tán của nó hiện thời đang là khoảng 3 mét và chiều cao là 2 mét 4 anh chị nhé Vanh gốc là 65 Cây này các anh chị có thể lên chậu hoặc là các anh chị uh, uh, trồng uh, thành đồi cũng rất là ok Tán bóng thì rất là dày, tay cành thì nhiều uh, Những cây này mà các anh chị ăn thịt gà quanh năm không bao giờ hết lá nha anh chị nhá Và đặc biệt là dòng chanh này quả cũng rất là siêng anh chị có nhu cầu về cây tranh cổ VIP này thì cứ liên hệ với em Trung Kiên nhá. Giá cũng rất là phải chăng cho các anh chị lấy sớm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của em. Em Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.